cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang hôm 13 tháng 9 vẫn chưa có mặt theo thời hạn chót mà chính quyền đặt ra, báo chí trong nước đưa tin. Báo điện tử VN Express dẫn lời ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cho biết rằng vẫn chưa liên lạc được với ông Thanh. Quan chức này cho biết thêm rằng sẽ báo cáo về Trung ương nếu ông Thanh không có mặt như được yêu cầu. Ông Chánh cũng nói là chưa thể xác định chính xác thông tin ông Thanh đã ra nước ngoài như các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức cho VOA Việt ngữ biết rằng bà theo dõi tin tức về ông Thanh cả trên báo lề phải cũng như trên trang web lề trái. Nhà nước quản lý một cán bộ như thế nào mà để đến mức bây giờ đi tìm đến gia đình người ta cũng không thấy, thi hành kỷ luật người ta đã không có mặt thì thi hành kỷ gì, tội làm thất thoát này nọ thì giải quyết như thế nào mà bây giờ lại để đến cái tình trạng nó ầm ĩ như thế. Theo ông Chánh, ông Trịnh Xuân Thanh có đơn xin tỉnh ủy Hậu Giang nghỉ phép một tháng đi nước ngoài chữa bệnh nhưng không được đồng ý. Sau đó, tỉnh mất liên lạc với ông cho đến nay. Báo chí trong nước dẫn lời tỉnh ủy Hậu Giang cho biết rằng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào Hậu Giang vào ngày 16 tháng 9 tới để triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc khai trừ đảng đối với ông Thanh. Vụ việc liên quan tới ông Thanh bùng lên sau khi truyền thông trong nước đưa tin hồi tháng 6 về chiếc xe sang trị giá nhiều tỷ đồng do ông sử dụng. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra xem xét và kết luận thông tin liên quan tới Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trao đổi với VOA tiếng Việt, bà Lê Hiền Đức cho biết rằng người dân rất quan tâm tới việc chống tham nhũng. Dân thì chỉ muốn biết rõ sự thật thôi, mà cái chuyện đấy chỉ là một trong 100.000 vụ tham nhũng, chứ không phải đây là chính đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể là vì người ta muốn diệt nhau, người ta làm tung bành cho nó to ra. Thế nhưng mà không ngờ bây giờ lại Trịnh Xuân Thanh lại biến đi đâu mất, không biết. Cái việc này chỉ là cái chuyện mà người ta muốn chuyện chỗ nọ, chuyện chỗ kia, phe này, phe khác. Chứ còn thực ra thì tham nhũng nhiều lắm. Từ trên xuống, từ trung ương cho đến địa phương. Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh này cũng chỉ là một trong 100.000 vụ tham nhũng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu mà tờ Đất Việt cho là thẳng thắn về tham nhũng. Phát biểu trước các cử tri ở Hà Nội hồi cuối năm 2013, ông Trọng được báo chí trong nước trích lời nói rằng tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến. Một năm sau đó, theo Vietnamnet, ông Trọng nói rằng chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, có con mắt chiến lược, phải giữ ổn định để đất nước phát triển, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó nhấn mạnh rằng đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hòa.